Hàm sum product được kết hợp giữa hàm sum là tổng và product tức là nhân để chúng ta giải quyết một số tình huống như thế này. Ví dụ trong tình huống này để tính số tiền mua sách của 10 bạn học sinh tương ứng với lại 13 cuốn sách thì chúng ta sẽ phải lấy số lượng nhân với giá, sau đấy cộng số lượng nhân với giá của 13 cuốn sách khác nhau và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái công thức rất là dài như thế này. Công thức này làm như thế này thì rất dễ bị sai và để tránh tình huống đấy thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sum product các bạn nhé. Các bạn gõ sum product và chọn hàm sum product ở đây. Ở cấu trúc hàm sum product là chúng ta chọn hai cái hàng mà chúng ta muốn nhân và cộng tổng nó lại. Ví dụ cái hàng là hai cái hàng này ở đây là hàng số 1 là hàng số lượng các cuốn sách và hàng số 2 là đơn giá của cuốn sách đúng không? Chúng ta chọn như thế này thì nó sẽ tự động nhân lại và nó cộng tổng lại với nhau đúng không? Và chúng ta ấn F4 để cố định phần đơn giá và chúng ta ấn Enter vẫn ra 410.000 tương ứng với công thức rất dài mà chúng ta vừa làm và công việc của chúng ta chỉ là kéo xuống nữa là xong. Ok, đây là một công thức rất hay giúp các bạn xử lý các tình huống tính toán phức tạp như thế này. Chúc các bạn thành công. Cùng follow ông chủ Excel để học thêm nhiều kiến thức bổ ích nữa các bạn nhé.